Rồi, ok. Xin chào tất cả đại gia đình nha. Lâu quá mình bữa giờ đi làm tăng ca nhiều, là chủ nhật cũng đi làm luôn. Thì không có thời gian để làm clip bạn ơi. Giờ nay mình rảnh rồi, mình mua được mấy con cua ở mua sao Cà Mau là có mấy nhỏ em bán cua ngon lắm. Rồi, tại mình review cho mấy bạn xem nè. Rồi, sáng nay mình nói cái kênh của mình là trước là Tâm Hưng TV, nhưng mà bây giờ mình đổi là Phạm Long Vlog nha các bạn. Đó, Phạm Long Vlog mình đổi tên rồi, tên thật mình á, mình đổi. Có gì các bạn xem video ủng hộ đăng ký giùm mình á. Bây giờ xin chúc tất cả đại đình có một ngày thật là vui, thật là ấm áp bên gia đình. Bây giờ mình sẽ mời tất cả gia đình dùng cua với vợ chồng mình nha. Đó, bắt đầu 1, 2, 3 giấc. Ở đây là 4 con cua nha các bạn, hai cua đực mà hai cua đực. Đây có dĩa muối tiêu chanh, dĩa muối tiêu chanh là bên đây là bên đây là dĩa sốt me nha. Đó, mình bẻ con cua ra cái mình quết vô cái mình ăn cái chảo ngay nó giật 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 ngon nhất á. Đó, thay vì người ta làm cua răng me á, mà mình làm ở đây nó dính cua bóc cũng dơ lắm. Mình cho mình hấp bia đi, xong rồi mình muốn chấm cái gì mình quết cái đó, quết vô mình ăn sướng. Nhưng mà không biết sướng không, mình chưa ăn đâu biết được. Giờ nặng nhanh cái đã. Rồi. Nó chanh nè các bạn. Nói chung là cua này á, là mình chấm cái gì nó cũng ngon hết chứ. Muối ớt chanh hay là làm nước mây á. Mình thích ăn cái gì mình làm cái đó. Đó. Tùy theo sở thích mỗi người nha. Bây giờ mình sẽ dùng nha các bạn. Rồi, có con cua này bự mà hồi mới bỏ son nó tự rụng càng đó, nó tự rụng càng con cua nè. Đó, con cua còn nguyên nè. Cua này là cua thật, cua này là cua gạch đó. Hai con gạch, hai con gạch mình mua hai nạn kia ăn, cái mua gì gạch không ăn ngán lắm. Bây giờ nó rớt cái càng, giờ mình lụm mình làm cái càng trước nha. Để anh bẻ càng nhẹ. Ăn cua mà cũng phải tốn cái này nè, 50.000 đồng bạc. Trời ơi. Có bẻ được cái càng. Rồi. Không phải cắn, mẻ răng hết. Ăn bớt rồi bớt. Thôi. Đây, từ từ ăn đấy. Rồi xin mời tất cả đại đình dùng cái càng cua nha. Cho muối nữa nè. Cua này ngon. Ở bên gần phòng mình đó, nó ca, nó ăn nhậu ca hát, nó ồn á bạn ơi. Quết cái sốt me cái nha. Bây giờ mình tự làm mình tự khen chứ sao giờ. Không
phải dở mà khen ngon đâu nha. Cái này cua là nó sẽ ngon là mình đâu có làm được đâu, nó là miếng tươi là ngon à. Luộc bia mềm mềm dai dai ăn đã. Làm miếng nước này bạn này gì không, không phải rượu đâu nha. À, rượu nhưng mà không phải này, rượu nho, rượu nho Ninh Thuận á. Nè rót vô mình à, mình giải khát. Cái này mình uống giống như mình uống nước ngọt á bạn ơi, chứ không phải nhậu nhẹt đâu nha. À, uống như nước ngọt thôi. À, mời bạn làm miếng rượu nho nha. Này uống như mình uống xì tim vậy đó. Tiếp. Rồi nó có ga nồng nồng. Bỏ từ hôm Tết giờ để càng lâu càng ngon. Càng để lâu càng ngon. Nồng nồng. Cái càng em thấy xong chưa? Còn khúc không? Còn khúc để anh bớt cho. À, giờ không biết ăn cua không biết kẹt lên nó chứ. Quất trái ớt luôn này. Sướng sướng bà nội cha ơi. Nói chung mình á thích ăn rau thì nên mình ăn cái gì nó cũng phải có rau rồi nè. Ăn cua cũng rau, mặn mật cũng rau. Giờ mình sẽ tách cái con cua gạch này ra nè cho các bạn xem. Phải không, phải có gạch không? Rồi nè, ui nó tươi luôn. Nó đúng là mưu bự thiệt. À, mưu chà bá luôn. Nè, mưu gạch không à. Ồ. Nào bạn. Mưu gạch. Rồi. Cái này các bạn gì không? Hồi nhỏ cái vú á, cái mình cái vú cái là nhỏ đá dầm á, kêu là ăn vú khỏi đá dầm. Giờ mình ăn cái này mình ăn vô thì lính đái luôn chứ khỏi đá. Cái này mình lấy muỗng múc gạch ra đi. Mu bự mà gạch đeo nữa chứ trời ơi. Làm cái dấu thôi đẹp đây. Nói giờ là lâu lắm mới ăn cua các bạn, mà ăn là phải ăn vú nó mới được. Ăn mu là ăn vú luôn nha, ăn không phải nó bạn. Nói các bạn đừng nghe vú cua à. Ăn đừng nghe dòng. Cảnh ngon thiệt mà ăn thôi, ăn nhiều quá ngán. Phải không? Mua là mua nữa này nữa kia chứ mình ăn gạch không ngán.
như là con này cũng cũng chưa được ngon lắm, chưa chắc. Con cua sống này mà cái là nó cũng ướp ướp sao nó chắc lắm. Đây có gạch bự nè. Ừ. Nè, gạch này dở dạ, cũng chơi, đó đúng không? Không phải, ý là đó. Nó ăn gạch nhiều nó say. Say rồi say. Say. Gạch thì không quen. Say, làm uống bia là say. Rồi đó ăn gan say. Gạch nó say. Đó, bữa không anh dặn hai con. Say là biết thấy gì không? Nhạc say. Thầy mình biết thầy gì không mà ăn gặp nhiều thầy. Xay bằng mồng. Nó rất là mồng. Thầy cũng đi xay đủ rồi. Rồi nắm em xay bằng mồng. Tự vô đây luôn. Rồi. Là tới người luôn. Mà cả đây lên nha, dùng với mình. Ở đây quên á, có nhỏ em mình thích ăn cua hải sản lắm. Rồi mời anh Tiến để dặn nè. Phi ơi, anh mời em ăn cua gạch nghe Phi. Phi à, bữa anh mời học lần nè, anh mời nha nè. Anh mời em ăn con cua chà bá luôn nè Phi ơi. À. Rồi, ăn nha. À, anh em ăn nha, à, mời tất cả đại gia đình ăn. Con này nó ướp. Con này nó không được chắc. Ướp nó bự mà nó dạ. Con này là đang thử con này à. Được chắc mà chắc nó không bằng mấy con nào quá cua thịt khác cua gạch khác hồi nó thấy cua gạch cua thịt đi lâu lâu quá mình thèm mới mua ăn các bạn ơi, chứ còn nếu mình là công nhân mà làm gì có tiền nhưng mà mình lớn để mình ăn hoài, nhưng mà mình thì mình thèm mình ăn lâu lâu mình ăn vậy thôi chứ mắc tiền lắm.
Đây nha. Giờ mình tới mình xử con này. Thử các bạn đi. Mình bóp các bạn nha. Bảo vệ được con cái. Em thấy anh càng ăn bự không? Thấy càng bự. Mà anh đâu có càng đâu mà bự. Nó cua có càng chứ còn người thì có càng. Không. Bà có càng. Bài ra lao qua đây cả đám nghe ăn có nhiều đàn quất sách me biết à, mấy bạn có nghe không chứ bây giờ tôi ngồi ăn mà bên kia nghe mà nó ca tắn tôi ăn không được luôn á. Nó hát mà nó thu qua đây này chắc vô cái máy này biết ăn hỏi cho tôi ấu rồi hết mà con đực mà cũng vú chà bá luôn chứ cái nhỏ đâu ừ. Đây rồi đó kêu cái vú cái cua à. Cua được hả à? Được rồi mà nó bị đá dầm không không đâu bị đâu không bị mày ra mình nè ăn mình ăn bóc cho nè nó mới ngon các bạn ơi thấy không đây thấy khi dê gái mình ăn này mình bóc cái gì luộc bóc bi ăn răng me rồi vô chín tình lắm đúng rồi mình răng me mình sốt lên đây cái nó dính cái gì á mua 2 kg nữa ừ. Ăn vỏ mạt luôn người ta có tiền người ta ăn nói mình đang ăn mạt à tới người ta mấy ký cua đâu có nhầm nhòi đâu chấm vô nước sốt me mình ăn như là cua răng me nè
hết biết được ăn nè. Dạ luôn. Đó là con này rụng vàng nè. Cái con này. Đó là con cua gạch đó. Rồi, rất ngon cua gạch đó kìa. Đó. Ồ. Cũng được thôi. Tại con nhỏ gạch nó nhỏ. Rồi xem muốn gà. Ừ, cái gà đó. Không, không biết chứ yeah, vậy. Mua cua gạch nữa, mua cá lóc rồi. Em mua bữa em mua năm mình nó ăn hết. Rồi ăn gạch đó nè, ăn thịt nè, nó có gạch nè. Cái gạch đó thôi. Xem muốn gà lại ăn thịt. Với ăn ghẹ rồi đó. Nhiều bạn nào gái em múc cái gạch ra đây. Biết luôn. Xay muốn gà luôn. Gạch mà múc giống như là cái gì? Múc giống như là múc chè. Đi vào bạn. Nói chung là 4 con cua. À, ăn ba con các bạn, nhưng mà còn cũng giá hết thôi, nhưng mà thôi cái clip tới đây mình xin dừng cuộc chơi. Thì mong các bạn và quý vị thì có xem clip nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình giùm nha. Mình là Phạm Long, tên thật là Phạm Long nha các bạn, bữa là lấy nghệ danh thôi, giờ là thôi lấy tên mình đi, tại vì có nhiều đứa em á nó hỏi tên mình, cái mình nói cái tên cái nhiều khi nó không có biết, nó chỉ biết cái tên mình thôi à. Thôi giờ mình đổi lại tên thật đi cho dễ. Phạm Long Vlog. Rồi xin chào tạm biệt tất cả các bạn đã xem vlog của mình. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Tạm biệt.